Alo, hôm nay là một tây tháng 8 2023, shop Phương Linh Mỹ Tho lại về măng cột tiếp nha quý vị. Thương mời quý vị ủng hộ cho Mít Kỳ Tuyền, con gái của Phương Linh. Đây đây có một bà cụ ngồi ăn cơm chay. Rút cái chân vô coi cụ, quay dính cái chân của cụ đây. À, bà cụ ăn cơm chay. Măng cụt đi quý vị ơi, 100k, ba 100k là 3 kg. Mít Kiều Tuyền, con gái của Phương Linh sẽ ship tận nơi cho quý vị nha. Cả nhà ủng hộ con mình với. Măng cụt rất là ngọt. Alo, cơm Dương Châu hả cô? Chưa hả? Ngon hang, một hộp đầy đủ ngon hang. Nãy đi ngang đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngay chỗ áo cưới, ngay chỗ góc ngã tư, phát đồ chai. Nay rằm mình biết phát đồ chai nè, cái nói cô bây giờ mình ngừng lại, mình xin đồ chai về ăn. Cô nói người ta thấy mình đi xe không đa, không biết người ta có không biết người ta có cho lại con bé nó nói nãy giờ ta lại đi nó rác không mà cô. Cô một hộp cơm chay, Linh một hộp bún xào. Chúc quý mạnh thường quân luôn vui vẻ an lành hạnh phúc. Không biết nhóm đó nhóm nào không biết, không không không, không thấy để tên mà ngay chỗ áo cưới á, mấy mấy đứa bé nhỏ 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 thấy thương gì.